Rồi, ok, hello game và chào mừng các em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay nhá, lại có một cái ý tưởng mới về cái con game Solar Smart. Thì hôm nay, đấy, em có thể thấy là đây vẫn là cái con game mà phá hủy trái đất đúng không? Đấy, thì hôm nay có một cái ý tưởng cực kỳ táo bạo. Tức là anh em vẫn biết là quay quanh trái đất của chúng ta là gì không? Đó chính là mặt trăng. Thì hôm nay ý tưởng táo bạo của mình là gì? Mình sẽ thử biến trái đất thành mặt trăng nó sẽ như thế nào, ok? Và để xem là đầu tiên nhá, mình sẽ phải thử xem là những cái vũ khí nào có thể giúp mình biến trái đất thành mặt trăng được. Thì mình sẽ thử là cái lỗ đen nào nó dư nào nhá. Wow, nổ luôn anh em ạ. Nổ không? Wow, 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 wow. Ôi, được anh em ạ. Cái mặt trăng này là cũng có thể giúp mình phá hủy trái đất khá là ngon đấy. À, và anh em bảo là nếu như mình cho nhiều cái này vào xong rồi sau đó mình bắn cái tên lửa vào thì nó sẽ bị nổ đúng không? Có đúng không anh em? Nếu mà đúng thì mình để mình thử nhá. Đây, mình sẽ chuyển qua cái này. Ok chưa? Đấy, mình sẽ bắn vào đây nào. Ghê gớm thật sự anh em ạ. Uầy, nó nổ được đấy anh em. Nổ mạnh vãi loèn luôn anh em ạ. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ cho một cái quách. Em mình còn cho cả hố đen vào trong trái đất được luôn. Đấy. Anh em thấy không? Chúng ta đã gần hình thành được cái mặt trăng rồi đấy. Còn cái này dài đến đây, ok chưa? Đấy, phải cho trái đất nó, phải cho cái đấy nó giải lên, sau đấy chúng ta sẽ bắn ngay vào đây. Đấy. Nổ tong hoác luôn này các bạn. Ok nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải bắn vào đây này, bắn vào đây. Đấy. Tại vì sao mặt trăng thì nó phải là có cái hình cầu ở giữa chứ đúng không? Mình sẽ làm một hình mặt trăng cho nó ngon lành cành đào luôn nhá, chứ không phải là làm hình mặt trăng kiểu vớ vẩn đâu. Chắc chắn là không phải làm hình mặt trăng kiểu vớ vẩn luôn. À không, bắn cái này vào thì không được các bạn. Cái này thì sao? Ồ, cái này cũng được. Đấy, ta sẽ rỉa như này, từng tí một. Sau đó thì chắc là mình sẽ sử dụng cái mấy cái mồm này để cho kiểu nó đây. Đấy, để cho nó cắn bớt đi. Nó cắn bớt đất đi các bạn. What? Có vẻ là nó cắn hơi nhiều rồi anh em ạ. Úi dồi ôi. Nó cắn hơi nhiều đất của mình rồi. Vẫn móng. Không được rồi, nó cắn nhiều thế này là hơi bị fail rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải sử dụng lại. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái hố đen đi. Cái hố đen mình thấy là rất là kiểu chuẩn mực luôn đấy, chuẩn mực đạo đức luôn. Anh em nhá, cho anh em nhìn này, đấy không? Nó sẽ hút không? Anh em nhìn không? Đấy, đấy nó sẽ cắn cái trái đất của mình. Đấy. Cho tiếp một phát nữa ở đây. Anh em nhìn nghiêng nhá, nhìn nghiêng đã đời luôn anh em ạ. Đấy, thấy không? Đấy. Trời, hay không? Hai cái lỗ đen được luôn ạ. Anh em thấy không này? Đấy, giống hình kiểu cái tai đúng không? Trông y hệt cái tai luôn, hợp lý. Đấy, xong tiếp theo chúng ta sẽ cho vào đây. Đấy, nó lại thành hai con mắt. Ấy, sắp ra rồi anh em ạ, sắp ra hình rồi. Đấy, anh em thấy không? Nó đã bắt đầu giống kiểu giống hình cái mặt trăng đấy. Đấy, anh em thấy không? Mình làm là chỉ có chuẩn mực trở lên thôi. Anh em thấy chưa? Hút này. Đấy, cái này hút rất là p luôn nhá. Sử dụng cái này đi, xong cho nó kiểu xuyên tâm tiễn qua tí. Đấy, được không? Đấy. Đấy, nó xuyên qua chỗ nào thì chỗ đấy nó sẽ bị vỡ xuống một chút thì cũng khá là ok. Đấy, tiếp theo là chỗ này mình phải khoét đi một tí anh em ạ. Đấy, nó mới đẹp. Nhìn nghiêng như thế này nó bắt đầu ra hình mặt trăng rồi đấy anh em ạ. Mình sẽ quét hai bên này đi một chút. Đấy, để cho nó mượt. Tại vì mình muốn cái mặt trăng của mình ấy trông nó phải kiểu đẹp đẹp một chút. Đấy, quét cả bên này đi, nghe thấy chưa? Đấy, quét cả trên đầu này nữa để cho nó tròn. Đây, để như thế này nó đã bắt đầu có hình mặt trăng rồi đúng không? Đấy. Phải tỉa từng tí một đấy, không phải đùa cho đùa đâu. Anh em thấy không? Nhờ đây này, anh em thấy không? Úi giời, mặt trăng này. Úi giời. Anh em thấy hợp lý không? Bây giờ thực ra đấy là cái mặt trăng này ấy, mình làm nó cũng đơn giản, thế nên là cũng không có gì khó lắm. Bây giờ là chúng ta sẽ thử một cái hình khác đi. Bây giờ mình đã rất là táo bạo rồi. Mình đã làm hình mặt trăng, y hệt hình mặt trăng luôn. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đổi, mình sẽ làm nó thành cái bánh donut anh em ạ. Ok nhá. Bây giờ làm bánh donut thì chúng ta sẽ phải có kỹ thuật đỉnh cao. Đó chính là đầu tiên là làm cái lỗ, đó chính là mình sẽ cho thiên thạch xuyên qua. Đấy, anh em nhìn này. Úi dồi, đá không? Quá đá luôn đúng không? Có xuyên được không? Có xuyên được không? Có xuyên được không? Có xuyên được anh em ạ. Vâng, như vậy là chúng ta đã có một quả lỗ rất là thần thánh rồi. Mà mình cảm thấy là quả lỗ này mình vẫn chưa nghĩ lắm nha. Đây, mình sẽ nghĩ mình sẽ cho từ bên này vào đi. Đấy, kiểu rồi. Đây có phải lần đầu của em không? Vâng, đúng vậy. Oh my god. Và sau khi kiểu chúng ta khám phá rồi. Vâng, không thể tin được. Ok nhá, bây giờ là chúng ta sẽ khoan một chút để ngoài đi. Ok chưa? Đấy, để làm cho nó vòng vòng ra ở ngoài một tí. Rồi sau đấy bây giờ này công việc của chúng ta rất là buồn cười. Đấy, của mẹ rồi. Đây chúng ta sẽ phải đục hai bên này để làm sao cho nó dẹt xuống được anh em ạ. Và mình đang nghĩ là làm thế nào để chúng ta có thể đục cho nó dẹt xuống được đây. Dùng cái này thì sao? Dùng cái này thì sao? Nó sẽ giúp chúng ta gọi là hút đấy, hút bớt một phần cái mặt đất đi đúng không? Đấy, và sau đó thì mình sẽ chuyển qua bên này. 1, 2. Đấy, mình sẽ cho nó hút nhẹ nhẹ thôi. Hút kiểu rất là kiểu nhẹ nhàng tình cảm đấy nha anh em. Đây. Ok nha, bây giờ cho vào đây nữa. Cho nó hút nốt đi, cho nó hút nốt cái cục này lên. Đấy, anh em hãy bình tĩnh nhá. Cái bánh donut này làm khó phết đấy, không phải đùa đâu. Tại vì sao? Tại vì nó khó. What the hell? Rồi đấy, bây giờ chúng ta đã hút được một bên rồi này. Mình sẽ tiến hành đi hút nốt bên này nhá. Ok. 2 này. Đấy. Để cho nó hút bớt đi, tại vì cái bánh donut ấy nó bị dẹt mà đúng không? Ui, hút như hút một cầu luôn. Ok, một cái này vào đây, một cái này ở đây. Mình chỉ sợ ấy là hút quá tay lại hút nhiều quá rồi anh em ạ. Thề luôn nhỉ. Bây giờ mấy cái bọn người ngoài hành tinh ấy mà nó biết gọi là sử dụng cái hố đen để mà nó hút trái đất như mình này thì đáng sợ lắm anh em nhỉ. Đấy, hút đi, đúng rồi, hút đi, hút nhiều vào đấy. Bắt đầu ra hình cái bánh donut ở đây các em thấy không? Nếu như mà mình để như thế này thì nó đúng là cái hình bánh donut luôn. Nhưng mà bây giờ nhá, phải làm cho đẹp một tí. Đấy, mình phải làm cho nó đẹp tí. Không là nó bị sần sùi là trông nó cũng mất thẩm mỹ, là cũng không được ngon lành cho lắm đúng không? Bánh là phải nhìn vào là phải ngon. Đây, ta sẽ để đây, mình sẽ để như này đi. Và mình sẽ cạo một cái đường này luôn để cho nó phẳng anh em ạ. Úi trời, xong rồi anh em ạ. Ok, bây giờ trái đất của chúng ta đã trở thành một cái bánh donut. Trông cũng khá là ngon. Đấy, mặt bên này thì không được ngon cho lắm, nhưng mặt bên này đấy, mình đã tỉa trông nó rất là tử tế rồi. Nghe thấy chưa? Trông ngon lành cành đào anh em. Đấy, nhìn thế này mà ai mà chả muốn ăn đúng không? Ok nhá, bây giờ thì cái bánh donut đã xong. Chúng ta sẽ mời thực khách đầu tiên. Đó chính là cái mõm từ không gian. Chúng ta sẽ cho cái mõm từ không gian thưởng thức chiếc bánh donut của mình đầu tiên nhá. Đây, mình sẽ để như này đi, anh em có thể thấy không? Đấy, nó bắt đầu bốc. Ui rồi đấy, nó bắt đầu bốc. Ui dồi ôi, thằng ăn than thế. Rồi, nó ăn hết cả cái miếng đấy luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ cho thực khách thứ hai. Thực khách thứ hai chính là một cái mõm ngoài không gian khác. Nhưng cái mõm này là một thực thể, chứ không phải là thò từ chỗ nọ rồi bốc vào chỗ kia như cái hố đen vừa nãy. Ok nhá. Để xem nào. Trông nó nhìn trông nó rất là đã đấy. Đây, cái bánh donut của chúng ta sẽ được sâu xé bởi rất nhiều thực thể anh em ạ. Thực thể ngoài không gian này các thứ. Đấy, anh em thấy không? Úi giời, ăn hơi buồn cười anh em nhỉ. Bình thường là trái đất của chúng ta là nó kiểu hình tròn mà, thế nên là con này nó có nhiều cái để ăn hơn. Nhưng mà sau khi mà chúng ta biến trái đất của mình thành cái bánh donut ấy, thì nó đã còn rất là ít thôi mà nó còn bị dẹt đấy anh em ạ. Nào, ăn đi. Cảm giác như sau khi mà mình biến nó thành cái bánh thì cái con này nó không thích ăn hay sao ấy nhỉ? Hay là nó chê tay mình là tay nghề làm bánh của mình nó bị kém hay như nào đấy, phải không? Không làm hài lòng thực khách là cũng khiến mình buồn lắm đấy anh em ạ, không phải đùa đâu. Con này nó ăn vớ vẩn quá anh em ạ. Ít ra ấy thì phải ăn nhiệt tình như là cái mõm ngoài không gian như này. Đấy, chúng ta sẽ mời gọi là một vài nhà ẩm thực gia đến. Đấy, cho được 5 cái mõm liền. Ui, anh em thấy chưa, ghê chưa? Ui dồi ôi, 5 cái mồm bâu và cái bánh donut của mình cùng một lúc anh em ạ. Ghê thịt. Úi dồi ôi, nhìn chúng nó ăn kiểu úi dồi. Đã phết đấy, đùa đâu. Anh em thấy không? Vâng. Và sau một hồi đây anh em có thể thấy. Đây chính là đây cái con sâu này. Đấy, nó đang đấy ở dưới góc anh em thấy không? Đấy, nó đang bò đấy. Và sau một hồi sâu xé vào thì cái bánh của chúng ta trông rất là sơ xác. Đấy anh em ạ. Cái đổi lại một lúc nhá. Bây giờ mình mới để ý là chúng ta có thể choi được nhiều cái mõm ra. Thì mình bây giờ sẽ úi rồi ôi, úi rồi ôi, úi rồi nhìn chúng nó bâu vào kiểu úi rồi nhìn hãy nhìn những cái mõm ngoài không gian nó bâu vào này. Úi. Ê, hay quá. Mình vừa phát hiện được ra cách để biến trái đất này thành một cây nấm. Ồ, hay đấy. Hóa ra ấy là chúng ta có thể sử dụng cách này để biến trái đất thành hình cây nấm anh em ạ. Và sau đó nhá, mình sử dụng cái hố đen này, mình sẽ cho một quả lỗ ở đây. Nó sẽ lại càng đẹp hơn anh em. Anh em tin mình không? Úi dồi. Đấy. Mario. Đúng không? Này, đến bây giờ nhá. Nếu như mà với cái hình này ấy, và sau đó mình tạo được thành Among Us, tạo được hình Among Us từ cái trái đất này thì quá đỉnh luôn đấy. Để mình thử thôi, mình không chắc là mình có làm được không. Chúng ta sẽ tạo hình Among Us từ cái trái đất này. Chúng ta sẽ biến trái đất thành một con Among Us. Ok. Chưa bao giờ mình nghĩ đến cái ý tưởng đấy. Vừa nãy là mình đã tạo ra được cái chân rồi. Đấy, để cho mình cái hố đen nó hút gần vào nhau một tí anh em ạ. Ừ đấy, mình thấy ý tưởng này táo bạo phết đấy, không phải đùa đâu. Mình nghĩ là chắc chưa ai chơi trò này mà nghĩ ra là làm Among Us từ trái đất như mình cả. Đấy, vẻ khá là căng rồi đấy. Bây giờ cho nó hút lên trên này nhá. Sợ lắm, mình chỉ sợ là cho kiểu nó hút nhiều quá thì lại bị quá đà ấy. Đây, cho hút ở đằng sau ở đây. Đây, cho hút ở đằng sau ở đây. Ok, cho hút ở cả bên này luôn. Ok. Đấy, để cho nó hút bớt đi anh em ạ. Hút bớt đi, đúng rồi. Hút bớt hết đi, đấy. Chúng ta đã có được hai cái chân rồi. Đây, chúng ta sẽ phải tỉa bằng, bắt buộc là phải tỉa bằng cái này thôi. Cái này mình thấy tỉa vẫn là ngon nhất. Đây, chúng ta sẽ tỉa từ dưới tỉa lên. Cẩn thận tỉa vào háng nó là mất chân luôn anh em. Rồi, và sau một một vài quá trình người ta gọi là phẫu thuật đây phẫu thuật tỉa tót ấy, thì bây giờ là cái trái đất của chúng ta nó đã khá là thành hình Among Us rồi. Nhưng mà để bảo ấy là mình có thể tạo được thành hình Among Us hoàn chỉnh hay không ấy thì thật sự là rất là khó anh em ạ. Đây, chúng ta có hai cái chân ở đây nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử làm phần đầu của nó đi, hay là mình sử dụng cái mấy cái mõm này đi. Đấy, để xem mấy cái mõm này nếu mà nó ăn cái đầu ra đây này. Đấy, Among Us đều có tóc luôn này. Nào, chuẩn bị là xong quá trình phẫu thuật này, chúng ta sẽ có kết quả ngay bây giờ. Ui, bắt cái nhoen ạ. Nó ăn. Vâng, từ trường hợp mà chúng ta có đầu bây giờ là trở thành đầu cắt moi đấy các bạn. Chết. À, chết. Nào, chúng ta hãy làm cho cái đầu nó tròn tròn đi một tí nhá. Đấy, cho cái đầu nó tròn tròn đi thì nó mới giống Among Us đúng không? Among Us của chúng ta là đầu khá là tròn, đầu khá là tròn trĩnh. Và bây giờ mà để làm sao mà để làm được mấy cái mắt đi nhỉ? Để làm mấy cái mắt thì mình có thể sử dụng cái này được không? Ui, khá là khó anh em ạ. Chúng ta không thể sử dụng cái này làm cái mắt được rồi. Căng đấy. 2000 years later. Sau rồi nỗ lực không biết mệt mỏi thì vâng, đây chính là Among Us của chúng ta. Phiên bản được tạo hình từ trái đất nha anh em, ok chưa? Thực ra là mình không thể làm nó đẹp hơn được. Đây là cái mắt này, đấy, còn đây là hai quả chân của nó này, đấy, anh em thấy không? Đấy. Hợp lý luôn nhỉ? Rồi, mình đang thử nghiệm một vài cái nghịch ngợm vớ vẩn mới để xem là chúng ta sẽ có thể tạo hình được ra một vài thứ gì đó không anh em ạ. Để thử xem như nào nhá. Bây giờ là mình đã có các cái công cụ rồi. À, để xem nào, chúng ta sẽ làm được cái hình gì từ cái này đây. Vâng. Trông như lèn vậy. Thế nếu như bây giờ mình cho thêm cái này vào đây. Đấy, cho thêm một chút thôi. Để nó hút bớt đi anh em ạ. Rồi, kiềng ba chân à? Ok, căng thẳng hết nhỉ. Cho nốt vào đây xem nào. Cho vào đây, ok. Đã nghịch được ấy, thì nghịch đến cùng luôn anh em. Để xem là chúng ta sẽ có được cái gì. Vâng ạ, đến cuối cùng thì nó không ra một cái thể thống cống rãnh gì cả. Mình vẫn đang nghĩ là chúng ta sẽ có thể làm một cái thứ gì đấy nó hay ho, nhưng mà không. Among Us chắc là hay nhất rồi. À, cây nấm cũng hay. Rồi mặt trăng cũng hay. Bánh donut cũng hay mà đúng không? Nhờ. Đây này, và ngoài ra ấy thì nếu như mà anh em không muốn mất thời gian nhiều thì anh em có thể tạo được hình ninja rùa này anh em. Nó là hình ninja rùa nhá, để cho thêm cái mặt cười nhá. Đấy, người ta có quả hình mặt cười luôn. Ê, nó mình kiểu Tôn Ngộ Không mãi lìn anh em ạ. Mình không chắc là đây có phải là cái hình mặt cười không, mình sẽ cho mồm nó rộng ra gì nhá. Ê, thề luôn đấy, trái đất mình mà có quả gương mặt như này thì cũng ghê đấy anh em ạ. Ui, gì là trông khiếp không? Ui, bây giờ biến thành siêu nhân luôn. Chết anh em ạ. Lúc đầu là mình định làm kiểu một cái mặt cười để chúng ta nói lời tạm biệt với nhau ấy. Nhưng bây giờ không cười được thì thôi nhá. Mặt này là mặt kiểu cute đáng yêu. Để trông ghê vẫn lìn thề. Đây là hai cái lông mày. Đấy, chất chua. Rồi ok nhá, thì chắc là video này mình sẽ kết thúc đây. Hôm nay là chơi lại con game Solar Smart. Tại vì mình đã có một vài cái ý tưởng vừa rồi. Chúng ta chưa bao giờ thử tạo hình trái đất thành những cái vật khác. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta đã thử tạo hình thành mặt trăng này, tạo hình thành cái bánh donut này, tạo hình thành cây nấm này. Cái cây nấm ấy là tình cờ tạo ra nhá. Và chúng ta còn tạo hình cả Among Us nữa. Đấy, mà mình nghĩ đấy là một vài cái ý tưởng mới cho con game này. Thì anh em hoàn toàn có thể là tạo hình những cái thứ khác mà anh em có thể nghĩ ra. Ok, và xin nhắc lại mọi người, con game này là Solar Smart. Anh em có thể tải nó miễn phí trên Android. Còn trên iOS thì mình không chắc là nó có hay không. Thế mọi người có thể thử tìm. Thì ok, nếu như anh em thấy thích cái video này nhá, đừng quên nhá, nhấn like nhá. Sau đó thì nhấn ngay vào cái nút đăng ký kênh để ủng hộ mình sớm đạt được 1.200.000 người đăng ký. Bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.